Xin chào các bạn, các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Ở video ngày hôm nay thì mình có mượn được hai mẫu xe Exciter phiên bản hoàn toàn mới. Phía bên tay trái màn hình ở đây là chiếc xe Exciter phiên bản màu xanh GP 2020. Còn kế bên cạnh đây là phiên bản màu đen rất ngầu trên phiên bản RC năm 2020 các bạn nha. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh chi tiết kết hợp với đó là báo giá trong tháng 7 năm 2020. Không chỉ riêng của hai mẫu xe này đâu, mà cuối video mình sẽ cập nhật rất nhiều những cái phiên bản khác nhau để các bạn có thể tham khảo. Sau đây các bạn cùng mình nha, tham khảo xung quanh cái mẫu xe này. Vừa giới thiệu, mình sẽ đánh giá có nên lựa chọn, có nên mua mẫu xe này ở thời điểm hiện tại hay không để các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy ở phần đầu xe đây, với hệ thống đèn pha được chia làm 3 khuôn, rất đẹp, rất phong cách. Ở phía dưới là giải đèn đờ mi cũng như đèn xi nhan nhá, được bố trí khá là hợp lý. Mình đánh giá rất cao cho phần thiết kế ở phần đầu xe này của chiếc xe Exciter. Các bạn có thể quan tâm, có thể để lại bình luận ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau đưa ra những ý kiến. Kết hợp với đó là trên tổng thể màu đen tuyền sẽ là những cái giải logo cũng như là cái tem xe mang phong cách hoàn toàn mới, đẹp hơn rất là nhiều, to bản, một trải nghiệm rất mới các bạn nha. Cùng với đó nữa là hệ thống lốp maxi vân ngược dành cho riêng phiên bản RC năm 2020 này. Tuy nhiên ở trên mẫu xe này vẫn chỉ còn cái khối động cơ giữ nguyên từ phiên bản 2019 trở về trước, là khối động cơ 1 xi lanh 149,7 phân khối, kết hợp với đó là SOHC 4 kỳ 4 van, cho ra công suất đâu đó vào khoảng tầm 15,2 mã lực, cũng như là mô men xoắn cực đại ở mức là 13,8 Nm các bạn nhé. Tuy nhiên thì cái nước đề cho ra của mẫu xe này cực kỳ là ok, các bạn có thể theo dõi ở đây. Còn về phần phía đuôi xe thì mình có thể đánh giá rất cao, có thể là cao nhất trong tất cả những mẫu xe Underborn hay Hyper Underborn trên thị trường hiện nay. Với hệ thống đèn hậu LED này cùng với hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên rất thể thao, và cái rè chắn bùn phía sau cũng cực kỳ là hợp lý, rất đẹp, rất đáng để quan tâm các bạn nha. Hiện nay thì qua trải nghiệm thực tế của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay đưa ra, các bạn đi trên tuyến phố thì xe này vận hành khá là linh hoạt, tăng tốc thì tốt, nhờ vào cái phần đầu xe thì tinh giản này, gọn gàng, trọng lượng thì nhẹ. Khi chạy đường quốc lộ thì các bạn đường dài cũng rất là ok. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn, nếu như các bạn chạy đường dài nhiều thì các bạn nên lựa chọn những cái mẫu xe có khối động cơ DHC sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Còn đây, một điểm nhấn nữa chính là phần mặt đồng hồ Full LCD hoàn toàn, kết hợp với đó là những nút chức năng phím bấm trên xe nhá, rất là đầy đủ, tiêu chuẩn luôn. Có thêm nút passing xin vượt này, nút tắt bật động cơ này, kết hợp với đó là cái chìa khóa ở đây vẫn là chìa khóa thường, nhưng có thêm chức năng là định vị xe trong bãi đỗ trong phạm vi là 20m, cùng với đó là mức tiêu hao nhiên liệu ở mức là 2 lít trên 100km, cũng cực kỳ lý tưởng cho một mẫu xe Conte Underborn ở phân khúc 150 phân khối như Exciter ở đây. Đấy, các bạn có thể theo dõi nha. Cực kỳ đáng để quan tâm đấy. Không chỉ phù hợp để chạy trên đường phố đâu, mà mẫu xe này có thể đi phượt thì các bạn, như mình đã nói rồi, vẫn có thể đi phượt được. Tuy nhiên khi đi phượt thì các bạn cần chú ý một số những cái vấn đề trên xe. Nhưng mình sẽ ưu tiên hơn cho các bạn lựa chọn những cái mẫu xe DHC sẽ phù hợp hơn cả. Còn đây là phiên bản màu xanh GP thì mình cũng sẽ quay lần lượt từng bộ phận một để các bạn có thể tham khảo và theo dõi nhé. Từ phần đầu đến phần thân xe cũng như phần đuôi xe. Về cơ bản là khá là ok rồi, vận hành rất là ổn định cho mẫu xe này. Để các bạn có thể đưa ra một cái tiêu chuẩn hợp lý khi lựa chọn cái mẫu xe Exciter này thì mình khuyên các bạn nha. Ở thời điểm này giá bán cũng cực kỳ là tốt rồi. Trong thời điểm mà Exciter 15VV 2020 hoàn toàn mới chưa ra mắt thì các đại lý đã gần như là giảm giá cho mẫu xe này. Hệ thống phanh đĩa trước, đĩa sau cũng cực kỳ ok. Đĩa trước với đường kính là 245, kết hợp với đó là heo 1 bít tông. Rè thì cực kỳ thể thao phong cách. Lốp của phiên bản màu xanh GP này vẫn sử dụng lốp của IRC. Đấy, các bạn có thể theo dõi, nó có sự khác biệt với phiên bản RC phía bên kia. Còn phía sau ấy cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa với đường kính là 203mm. Cùng với đó là một bộ tem rất mới ở đây. Và cái phần để chân nhá, để chân của người phía trước ấy có thể gập lại được khi các bạn mà đi vào những khúc cua. Đây là một số vấn đề mình giới thiệu thêm với các bạn như vậy thôi. Nhiều bạn cũng đã biết rồi, những cái nội dung này rồi. Và hiện nay với cái phiên bản mẫu xe các bạn đang theo dõi đây là phiên bản màu xanh GP, hiện đại lý đang được bán với giá cũng cực kỳ rẻ nhá, chỉ vào khoảng tầm 46 triệu thôi, 46 triệu cho phiên bản màu xanh GP này. Giá bán mình báo đến các bạn ấy, mình nhắc cụ thể các bạn luôn là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Các bạn có thể xem cái phiên bản màu xanh GP này ở phần phía đuôi xe, cũng rất thể thao phong cách ở đây, cực kỳ đẹp các bạn nha, cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ quay cận cảnh vào để các bạn có thể theo dõi. Hiện nay màu xanh GP này vẫn là một màu sắc huyền thoại, được rất nhiều anh em đánh giá rất là cao khi lựa chọn mẫu xe Exciter.
Tuy nhiên ấy, ngoài màu xanh GB này ra còn khá nhiều các màu sắc khác nhau, thì tí mình sẽ quay thêm gửi đến các bạn những cái màu sắc khác nữa. Những màu sắc đó cũng là những phiên bản giới hạn này, như Monster Energy, phiên bản Bình Minh Hoàng Hôn, Panacean, Bạc Kỷ Niệm 25 vân vân. Cũng rất đẹp các bạn nha, rất đáng để quan tâm. Mình khuyên các bạn, với những bạn nào yêu thích dòng xe Exciter thì các bạn có thể lựa chọn ở thời điểm này. Bởi khi các bạn mua những cái mẫu xe như Exciter ở đây, các bạn sẽ được tặng những món quà tặng rất là ưu đãi. Đặc biệt nhất là hỗ trợ phí trước bạ lên tới là 1,5 triệu đồng. 1,5 triệu đồng. Với những bạn nào ở thành phố Lai Châu thì các bạn gần như được hỗ trợ đến một nửa tiền đăng ký. Còn với những bạn nào ở huyện của tỉnh Lai Châu nha, thì các bạn hỗ trợ 100% tiền đăng ký khi mua mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Hai phiên bản, các bạn cùng theo dõi nha. Mình sẽ quay một vòng xung quanh một lượt nữa để các bạn có thể theo dõi tổng thể cái mẫu thiết kế này. Nhìn trên màn hình này cũng cực kỳ đẹp rồi, các bạn nhìn ngoài lại càng đẹp hơn nữa nha các bạn nha. Có thể nói như vậy. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đưa ra một số những điểm hạn chế trên cái mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo này. Với một số những cái lỗi trên xe ấy, thì mình nghĩ là vẫn sẽ khắc phục được, đặc biệt là phần máy của xe. Có những cái lỗi, một số lỗi trong phần máy của xe thì hiện nay cũng đã có rất nhiều cách để khắc phục. Và hiện nay cái bộ máy SWC này thì khắc phục cũng cực kỳ dễ thôi, nó không khó như DWC. Thêm vào nữa là một số những cái vị trí, ví dụ như thi phục phía trước kêu cục cục ấy, thì đấy là một vấn đề mà Yamaha cần phải có sự tinh chỉnh lại trong phiên bản mới năm 2020 này, đặc biệt là phiên bản 155 phân khối. Thêm vào nữa là các bạn đi những mẫu xe này, đi những đoạn vào những đoạn trời mưa ấy, thì chắc chắn sẽ rất dễ bị trơn trượt các bạn nha. Sau đây thì mình sẽ quay qua bên kia để có thể quay thêm gửi đến các bạn những cái phiên bản khác nữa, những phiên bản mà được cho là những màu sắc rất hấp dẫn. Các bạn nào lựa chọn theo phong thủy về màu sắc ấy, đối với mẫu xe này các bạn có thể lựa chọn ở đây. Đây các bạn có thể theo dõi nha. Mẫu xe Exciter với rất nhiều các phiên bản khác nhau, rất mới. Đặc biệt là 3 phiên bản RC ở đây có trang bị thêm hệ thống lốp vân ngược Maxi. Phiên bản màu trắng đỏ này các bạn đang theo dõi trên màn hình hiện nay giá bán rất rẻ, vào khoảng tầm 44 cho tới 44 triệu 500 mà thôi. Có những thời điểm lên tới 45 triệu, tuy nhiên các bạn cứ liên hệ trực tiếp đại lý theo số điện thoại là 02133 791 688 nhé. Sẽ được nhân viên của lý tư vấn cụ thể và chi tiết. Ngoài ra các bạn, ngoài cái việc các bạn hỗ trợ phí trước bạ thì các bạn cũng sẽ được tặng một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng chiếc xe TVX 150 trị giá lên tới là 72 triệu 900 nghìn đồng. Đây phiên bản màu đen, một phiên bản nữa mình có thể quay thêm gửi đến các bạn. Giá bán vào khoảng tầm là 46 cho tới 46 triệu 500 cho phiên bản màu đen tuyền này các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Cực kỳ cuốn hút, cực kỳ đẹp các bạn nha. Bộ tem hoàn toàn mới, với đầy đủ những chức năng tiêu chuẩn cho một mẫu xe côn tay Underborn ở phân khúc 150 phân khối. Kế bên cạnh đây là một phiên bản cũng rất đẹp nữa trong năm 2020 này, phiên bản màu xám cam. Hiện tại phiên bản này giá bán chỉ vào khoảng tầm 45 triệu thôi, các bạn nào quan tâm có thể mua mẫu xe này nha. Nó rất giống phiên bản Hoàng Hôn trên phiên bản giới hạn của Exciter 150-2020. Rất đẹp và rất cuốn hút đấy, các bạn có thể theo dõi nha, mình quay khá là chi tiết rồi, đưa ra những cái giới thiệu cũng như đánh giá rồi, các bạn nên lựa chọn hay không tùy theo sở thích của mọi người thôi. Nhưng mình nghĩ với mẫu xe này các bạn đi trong phố cực kỳ ok, đáng để quan tâm và đáng để lựa chọn. Còn đi phượt thì mình khuyên các bạn nên chọn những mẫu xe có khối động cơ DHC sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Còn kế bên cạnh phía bên kia mình sẽ quay phiên bản màu xanh GP thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn rồi, phiên bản này với giá bán khoảng tầm là 46 cho tới 46 triệu 500 cho phiên bản màu xanh GP này. Cũng rất cuốn hút, rất đẹp. Với một cái bộ tem xe họa tiết giống như phiên bản 2017 trở về trước. Đây các bạn có thể theo dõi đây, với những cái logo tem xe màu bạc, rất đẹp các bạn nha. Hiện nay phiên bản này được lên cho mình một cái cặp mâm được sơn xanh, khá là cuốn hút. Còn cuối cùng một phiên bản là giới hạn đặc biệt, phiên bản Monster Energy. Hiện nay phiên bản này có giá bán vào khoảng tầm 46 cho tới 46 triệu 500, có thời điểm lên tới 47 triệu. Tuy nhiên đây là phiên bản cũng rất đáng để quan tâm ở thời điểm này các bạn nha. Trên là tổng thể những cái nội dung mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay, đặc biệt đưa ra đánh giá có nên lựa chọn mẫu xe này ở thời điểm hiện tại hay không. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Top 5 sẽ luôn đưa ra các bạn những video hay nhất.